cho mắt thất thần, những nụ cười ngon ngọt. Yeah, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Granny Remake các bạn nha. Let's go. Wow, ok. Ui, tính ra là làm remake lại cái nhìn hình ảnh nó đẹp hơn hẳn nha. Ui, cái này là hình như là chúng ta đang cầm một cái điện thoại nè, nó gần hết pin rồi nè. Hình như là mình đang cầm điện thoại, mình đi vô rừng, mình đi quay vlog đó Sam. Ai quay vlog? Ai quay vlog giữa rừng này, cái gì bị lạc? Bị lạc cái gì? Cái này là mình cầm điện thoại mình quay nè. Cái này là mình là gì biết không? Là YouTuber đó, mình đang đi vô trong rừng thử thách 24 giờ sống trong rừng đó. Sau đó là đem chôn luôn đó. Ồ, tại sao lại có cái có một ngôi nhà ở trong khu rừng như vậy? Hết hồn. Hết hồn má. Thấy chưa? Phim kinh dị là vô rừng, sau đó thấy ngôi nhà, sau đó bị bắt vô ngôi nhà hết. Đúng rồi. Rồi, sau khi bị bà ngoại Granny đấm vô trong mặt. À không biết có phải là bà ngoại không nữa. Bà không có đấm, bà đứng giật cái tự nhiên mình như đây à. Thấy không? Bà giật cái hả? Bà không làm hết trơn. Mới mở cửa thấy ngoại luôn ha ngoại á. Ngoại vậy làm điểm tâm cho mình ăn. Ngoại vậy sớm quá, chắc ngoại đi tập thể dục đó. Giờ ông đi kiếm đồ, đi kiếm đồ, nhiệm vụ ông đi kiếm đồ đó. Mấy cái tủ này, trong mấy phần trước là mấy cái tủ này sẽ có đồ nè. Cái gì á? Cái đồ bấm. Đúng không? Ủa, cái này là gì á? Hình như đi mở cái gì đó. Ê! Ngoại! Trời ơi, ông đi gì đâu mà ông dấp vô cái giường như vậy? Xin lỗi, tại vì tôi chưa có quen cái game này, tôi quay quay lại còn hơi kỳ không? Trời ơi. Làm lại à. Rồi xong. Ủa gì vậy? Sao ngoại chét xi măng cái cửa luôn rồi? Ngoài này dữ nha. Ủa giờ sao thấy cái ngoài được ta? Từ từ, mấy cục đá làm được gì không? Lấy mấy cục đá. Đó, lấy Lấy cục đá làm gì ta? Để xem coi, hay là mình đập cái này. Ủa dưới có nước kìa. Đây có cái vết nước ở dưới này nè. Đây nè, đúng rồi, đập vô. Rồi bấm E để đập nè. Đó thấy chưa. Trời ơi bà ngoại kỳ này kỹ quá ta. Mình mà thoát ra ngoài là ngoại chám xi măng rồi luôn. Trời ơi. Ngoại đạn thiệt. Ok. Rồi cẩn thận nha, từ. Con một đá. Ok. Nặng tay quá. Ok, cái này là cái gì đây, để xem coi. Cái này là để dùng bật cái công tắc. Bây giờ là mình phải để ý nè, hồi nãy là mình đi mà không chịu để ý bà ngoại nè. Đó gì vậy? Hết hồn. Hết hồn á. Tôi cũng hết hồn mà. Tôi không mất hồn mà tôi hồn vậy ổng. Rồi. Trời ơi. Cái gì vậy ngoại? Trời ơi, ngoại bắt lần thứ hai, ngoại nhốt vô chuồng luôn. Trời ơi là trời. Ơi, giờ không làm con người nữa bạn ơi, giờ làm thú cưng luôn. Trời ơi bà ngoại ơi, con là con người chứ không phải thử thách 24 giờ làm cún đâu, ngoại nhốt trời con ơi, vậy. Trời. Từ, chỗ này có cái này bị gãy nè, chắc chắn sẽ làm được cái gì đó. À mình bẻ nó. Mình bẻ nó để mình chui ra ngoài. Siết dữ vậy. À rồi mình lượm cái cây sắt này. Mình lượm cái sắt này xong mình sẽ bấm cái nút mới mở cửa. Ok. Cửa đã bị khóa rồi. Ok. Flashlight là cái gì? Cần à, cần cái bấm đi. Ngoại ơi, con có làm gì đâu ngoại ơi. Ngoại ơi, trời ơi ngoại ơi. Rồi mốt dốt vô đâu ta? Vâng, từ nãy giờ bọn tôi đã chơi thua 5 mạng cho nên bây giờ bọn tôi sẽ phải chơi lại từ đầu nha. Ok. Đây đi mở cái tủ ra coi trong tủ có gì không nè. Không có nè. Ok, rồi sau đó đi xuống dưới nè. Lần này là phải nhẹ nhàng hơn xíu nha. Bên này là hình như bọn mình chưa qua nè, để qua xem coi có gì ở đây không. Ui, bây giờ đổi qua cái bồn rửa tay nhìn có vẻ sạch sẽ hơn nè. Ui, dưới cái cục gì vậy? Dưới đây có cục gì vậy? Ok, còn trong cái bồn này có gì không đây? Ý, nó có mấy cái gì giống cái ruột á hay sao á? Cái gì đâu phải đâu. Hình như là cái ruột hay sao á. À, chỗ này có cái đầm xu nè. Đầm xu để làm gì ta? Đầm xu này có thể là dùng để nhét ở trong một cái con heo đất hay là cái gì đó. Ừ, tôi đoán vậy. Tự nhiên tích kim tiền như bà ngoại ngang vậy. Không biết. Đây. Lại là cái máy này, nhưng mà cái máy này chưa biết dùng để làm gì hết. Giờ cứ dùng cái đồng xu này trước đi. Bây giờ nha, chơi á là phải để ý bên dưới chân nữa cơ. Dưới chân nó còn có mấy cái bẫy để gọi bà ngoại tới nữa. Ủa, sao chỗ này là có cái chuông? À, có cọng dây. Trời ơi, chết là... tôi chưa. Chỗ này hình để... Ồ, cái này có mảnh bức tranh của bà ngoại nè. Ok. Hình như ngoại xuống. Đây, ngoại xuống. Rồi, ngoại không biết đâu. Ngoại không biết mình đây đâu. Chưa. Ok rồi, ngoại lên rồi. Ok, ngoại đi rồi. Cái gì treo lủng lẳng thế ghê vậy? Cuối cục. À, cục thịt. Trời ơi. Từ nãy giờ bọn mình nhìn thấy cục thịt. Trời ơi là trời. Trời ơi, đây chắc kinh khủng quá. Trời, cục thịt này mà ram lên là ăn ngon nè. Ui, hàm bí mật.
Ui cái hầm hồi nãy nè. Cái tủ này có gì không đây? Có gì không đây? Có gì không đây không? Không có gì hết. Ui mà cái hầm này hình như là nó bị ngập nước nè. Bà ngoại chưa sửa rồi là ống nước này hay sao nè. Thấy hơi ngập nước nha. Để mình kiếm đồ. Ui mình thoát ra ngoài được rồi nè. Ui cái gì vậy? Ngoài đây có nguyên một con người tuyết. Có con mắt đỏ lờ mờ ghê vậy. Đây là camera. Ôi ôi. À đây, cái cần gạt này đúng không? Đúng rồi. Ủa Ủa không, cái này là cái cần gạt của cái giếng, của cái giếng. Đúng rồi, cái giếng đúng rồi. Cái này là cái để chúng ta gắn vào cái giếng, chúng ta gọi là kéo giếng nước lên, hiểu không? Đấy, rồi mình xoay nè. Ủa mình kéo nó lên nè, xoay. Xoay, lên. Đó, lên này. Rồi sao rồi đó. Let's go. Được cái gì đây? Ủa? Rồi, ngoại nghe. Ngoại kìa. Đèn bên hồng ngoại làm cái gì trời? Ủa nhưng mà tại sao lại được cái đèn pin màu tím? Đang biết màu tím nó dùng để làm gì? Là để soi vô. Để soi vô mắt bà ngoại à. Thế làm gì? Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ngoại ơi ngoại, con yêu ngoại lắm. Tóc qua ngoại trắng, màu trắng như mây. Có tóc. Yeah, ngoại ơi, ngoại đuổi cháu đi, đuổi đi. Sợ quá, đuổi đi. Ui sao mình qua mình chơi đuổi bắt với ngoại gì vậy? Mình sợ cái gì đâu. Ủa, có gì đây? Được. Hai cái dấu chấm màu tím này là gì vậy? Là có cái gì đó vậy? Ui, có hai chấm màu tím nè. Ui, là ngoại lại tới rồi. Ngoại ơi, ngoại. Đóng cửa lại được. Đó. Đóng cửa lại nhốt ngoại luôn. Surprise. Ngoại mở được. Chơi nhà ngoại mà không nói gì kỳ vậy? Nhà ngoại, ngoại có full chìa khóa nhà rồi. Đúng rồi. Chết tôi rồi, má ơi, tôi xem thường mà ngoại rồi, không được. Cửa bị khóa rồi. Ngoại ơi, cửa này bị khóa ngoại ơi. Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Ngoại ơi, nhảy qua. Không kịp rồi. Nhảy chéo qua, nhảy qua, thử đi. Từ từ, thử nha. 2, 3, lắc. Chạy. Ok, được. Bye bye ngoại nha, mày quá, tưởng là chết chứ. Chế độ dễ là nó có cái luật hết. Thùng này có gì không? Thùng này không có gì trong hết. Chạy tiếp. Mình nghĩ là mình chạy lên lầu luôn đi mọi người ơi. Từ. Có. Chạy lầu luôn. Nó có cái màu tím này là cái gì nè? À. Cái màu tím này là cái gì vậy? Nó dẫn mình tới cái gì đó. Thế. Có gì đây? Làm gì có gì đây đâu? Cửa này cũng bị khóa rồi. Ủa gì vậy? Ồ, cái gì đây? Những cái dấu gạch lên là cái gì? Không biết. Gạch xuống hai cái nè, hai cái trên là gạch xuống, hai cái ở dưới là gạch lên nè, là sao ta? Là cái gì vậy? Có cái gì gạch đâu ta? Ngoài lên. Ngoài lên, chui xuống dưới gầm giường, tắt đèn luôn được không? Ngoài ơi, ngoài. Ngoài mà rớt con xuống. Con thương ông nội lắm. Ủa là thương chứ chưa? Trời ơi. Ok, ngoài đi rồi. Đừng đạp cái lon cho tôi lại không á. Ok, chắc là ngoài đi rồi đó. Chắc là ngoài đi rồi. ngoài chưa đi nữa. Trời ơi. Ngoài ơi ngoài, con thương ông hàng xóm lắm. Trời ơi là trời, có hết thương ngoại được rồi. Thương hoài mà ngoại bắt hoài. Thương hoài mà cứ đi xuống là gặp ngoại vậy ngoại ơi. Trời ơi, ngoại cho con xuống dưới cái ngoại ơi. Xuống dưới cho. Khổ quá. Mở cái cửa đi về nhà, nhớ má quá. Nhớ ba, nhớ mẹ quá ngoại ơi. Sắp Tết rồi cho con về con nấu bánh chưng nữa ngoại. Trời ơi. Trời ơi, tôi biết cái remote này dùng làm gì rồi. Cái remote này dùng để làm gì vậy? Tôi chỉ cho. Hay. Có gì trong không? Có gì em đây không? Có gì chơi vậy? Ủa, sao mở cái cửa ra không có gì? Có. Cái này là hình như là cái cần gạt ở bên dưới hầm. Đúng rồi. Cái góc nhỏ dưới hầm này hả? Đi qua. Ok. Nó góc á, nhớ nó góc. Đây nè. Rồi. Gạt cần xuống. Được cái gì? Được cái gì? Hình như bên dưới này sẽ có cái gì đó mở ra thì phải. Phải không? Cái anten. Có một cái anten. Lắp vô. Ok. Mở tivi lên. Bật tivi lên. 2504 là gì? 2504 là gì? Mật khẩu cái cửa. Cửa mở. À, cái mật khẩu này đúng không? 25 ông kích vô. 2 2504. Ok. Ok, vậy là còn mấy cái nữa, Được rồi, được rồi. Chờ ông đụng. Bấm được mật khẩu rồi đó. Bây giờ là đi kiếm thêm đồ khác nữa thôi là được. Này có gì ở đây? Ui. Tu vít. Cái tu vít. Tôi giúp dùm để làm gì? Để mở ra cái đinh. Chỗ nào có mở đinh. Mở cái đinh. Ôi cái này phải không? Cái hộp, đúng rồi. Thôi, phải nhìn xung quanh có ngoại đây không đã. Rồi. Đó. Rồi mở ra. Cái chìa khóa xanh. Chìa khóa xanh lá cây. Chìa khóa xanh lá cây là cái gì? Dưới cửa. Cửa luôn hả? Đúng rồi. Sao không nhớ gì hết trơn vậy? Không nhớ.
Từ đó cái cửa xanh à đó. Sao cái gì sao cũng nhớ rồi, tôi không nhớ vậy ta. Trời ơi, cái chìa khóa nó lù lù màu xanh vậy mà. Từ có ngoại với em đã, phải kiểm tra trước đã. Ok, không ngoại ở đây. Đó, giờ mở còn, còn mở cái này thôi. Còn cái búa với lại búa. Cái gì đó nữa nè. Cái búa thôi. À, còn cái búa để mở cửa ra nữa thôi. Tìm được đúng không? Cái búa thôi là về nhà được rồi. Ê, ê, nghe tiếng bà ngoại xuống nha. Ngoài ơi, ngoài. Ngoài ơi, ngoài. Đá cái bàn cái gì ngoại. Ngoại ơi, ngoại lại lần nữa là con lộn cái bàn luôn nha ngoại ơi. Chị. Ngoại chơi trúng tim. Ê, khoan mấy ní ơi, tôi thấy ở chỗ này có cái cửa đỏ đỏ, từ nãy giờ là bọn mình không để ý đến nè, thấy không? Hình như cái cửa đỏ là có mật mã, hình như là cái mật mã hồi nãy, đúng rồi, đúng rồi. Ui, đúng, cái mật mã hồi nãy nè. Xuống, lên, xuống nghiêng xuống. Hai cái ở trên là lên nè, hai cái dưới là xuống nè, đúng không? Lên. Ừ, coi bà ngoại có đến đâu đã, phen canh bà ngoại lên đó. Lên này, lên này, lên đúng nè. Rồi. Ui, cái hầm xe. Cái hầm xe. Nè, về trong này chắc chắn sẽ có. Trời ơi, nguyên con heo quay luôn. Trời ơi, sao con heo quay nó bị cắm gì vô trong mông nó, nhìn tội. Trời ơi, ai biết đâu. Con heo này đằng sau mông của nó bị đâm nguyên cái cây vô trong nè. Ở chỗ này còn bị cái cưa xong bị cái búa đập vô đầu nữa. Trời ơi, con heo tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá, Phong yêu heo lắm mấy bạn. Tôi thấy con heo này, tôi thấy nó ngon quá. À không, tôi thấy nó tội nghiệp quá. Thôi vậy, ui cái. Ui, cái sẻng. Trời ơi, thấy cái sẻng rồi, cái sẻng rồi. Cái sẻng mà ra cái búa là về nhà ăn Tết nha bạn. Cái sẻng này hình như là để đào mấy cái ổ tuyết tròn tròn rồi đây nè. Đúng rồi. Đâu. Búa. Cuối cùng cũng giải mã được rồi mấy má ơi. Búa ba kim. Đấy rồi, trái dưa hấu. Giờ là mình lấy trái dưa hấu nè, sau đó mình để trên đây nè, đúng không? Máy cắt dưa hấu nha cho máy cắt dưa hấu nè. Rồi, cắt vô làm gì vậy? Cắt nó xuống nè. Rồi, chúng ta sẽ được cái gì? Ô, bên trong trái dưa hấu có cái chìa khóa. Wow. Bên trong trái dưa hấu có cái chìa khóa nha mấy má. Đẳng cấp thật sự. Nhưng mà cái này là cái chìa khóa màu cam thì hình như là bên dưới hầm đúng không? Cái tủ mong nhớ bị khóa không? Tủ nào? Ủa khoan, từ từ. Mình còn một chỗ nữa mình chưa đào, từ mình sẽ để tạm chìa khóa ra đi. Mình phải đào bên đây đã, từ bên này còn chưa, còn một cái hố mình chưa đào nè. Có cái tủ luôn luôn á. E ra cái kìa. Đây, từ để đào cái này đã. Cái này là cái gì đây? Bất ngờ đấy. Ủa? Chìa khóa màu đen. Chìa khóa màu đen. Hình như chìa khóa màu đen cũng cần nha. Mình sẽ để tạm chìa khóa màu đen ở đây đi. Đó, mình để chỗ này nè cho mình dễ thấy, hiểu không? Chìa khóa màu cam này là để mở cái cửa nào đấy ta? Chìa khóa màu cam. À rồi, nhớ rồi, cái chìa khóa màu cam này là phải đi xuống dưới cái hầm này đúng không? Ít sao mình dưới này đúng không? Đúng rồi, nó còn à, đây đúng không? Đó, đây, mở ra. Được cái gì đây? Cái kim. Yeah. Cái kim. Cái kim. Cái kim để cắt miếng thịt để ăn. À, mình nấu mì đúng không? Mình cắt miếng thịt ra mình nấu mì mình ăn đúng không? Đúng không? Wow. Trên này. Cắt cái cọng dây. À đúng rồi, giỡn thôi, tôi biết. Xong vui mà không. Ủa, quan trọng là ủa sao tiên ngoại lại xuất hiện ở đây? Thôi xong rồi, không biết ngoại có lấy lại cái kìm của mình hôm nay. Không, chắc nó không lấy đâu, rớt xuống cái. À, bị nhốt trong khung sắt nữa rồi, bây giờ lại phải bẻ cái sắt này ra nữa. Rồi, mở được cửa rồi. Về nhà ăn Tết. Dục. Phong ơi. Cái cầu thang này dùng để làm gì không? Để chân không được. Cho đẹp. Thôi bây giờ mình xuống dưới cái hầm kia lại đi. Bây giờ mình sẽ để lại cái chìa khóa này ở đây. Ok. Sau đó mình xuống lại dưới cái hầm này. Đúng rồi. Đó, cái kìm dưới đất kìa. Cái kìm, lượm cái kìm. Ui, ngoài xuống. Sao mà ngoài thấy gì? Ngoài nghe tiếng. Ngoài đâu rồi? Ngoài đây ơi. Cắt cái cọng dây này luôn. Từ chạy đây trốn đã, tìm chỗ trốn nè. Trời ơi trời. Ok, với cái kìm này đó thì trước tiên là chúng ta cần phải xuống dưới đây. Chúng ta cần sao lại ngoài đây vậy ngoài? Mới vừa xuống mà ngoài. Trời ơi. Trời ơi con muốn thoát mà ngoại ơi. Ngoại ơi. Ngoại làm ơn. Ngoại đừng có hù con dậy nữa được ngoại. Ngoại có phải mono đâu, ngoại ú hòa nhiều quá vậy ngoại. Ok, làm lại nè. Giờ mình lấy cái kìm này nè. Mình xuống dưới đây. Đầu tiên là mình phải cắt cái này trước. Đó. Đấy, được một cộng rồi nè. Cắt thêm cộng nữa, cắt. Sau đó là hình như là một cộng nữa là cộng nó nằm trên lầu hay sao á. Cắt cái hộp, nhớ không? Cái hộp không? Cái hộp. Nhưng mà nó nằm ở đâu nè, trên lầu hay dưới nè, tôi không nhớ nè. Chạy lên lầu xem thử. Đây, trên lầu. Đập cái lon rồi. Đây cái này nè. Cắt luôn. Cắt hết dây luôn hả hay cắt một cộng? Cắt một cộng thôi là được rồi. Đấy. Rồi. Ok. Rồi còn cái búa thôi. Ok, giờ mình sẽ đi xuống mình xem coi là liệu rằng cái kìm nó đã cắt được cái cọng dây đúng chính xác cọng dây kia chưa.
Ok, ngoài đâu, ngoài đâu? Ôi ngoài ngoài. Rồi đây, ngoài 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 đi, ngoài đi rồi. Rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi, hai nó thành hai cái đèn màu đỏ rồi là đúng rồi đó. Vậy là bây giờ là còn cái búa nữa, cái búa để mình mở hai cái thanh gỗ này nữa là xong. Là đúng mình không? Thoát luôn. Là mình thoát luôn. Giờ mình sẽ đi xuống đây nè. Sau đó là mình chạy qua đây luôn. Cái chìa khóa màu đen này á, tôi nghĩ là chắc là dùng để mở cửa rồi, cho nên thôi tạm thời tôi sẽ vứt nó ở chỗ đó đi. Để khi nào mở được cái cửa cuối cùng rồi thì tôi sẽ lấy chìa khóa màu đen để tôi mở. Đây 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 đây, đây. Mới vừa thấy bước chân của bà ngoại lên nè. Ôi mệt quá mấy bạn ơi. Trời ơi bà mệt chắc tôi khỏe. Tôi cũng mệt muốn chết rồi bà nội. Trời ơi cái búa ở đâu giờ này vẫn chưa tìm thấy được nữa vậy trời. Cái búa ở đâu làm ơn mau xuất hiện, không thôi tao xóa luôn em. Trời ơi. Ê sao 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 cái búa, cái búa nè. Ủa trời, đang hét cải lương hay cái búa luôn trời. Trời ơi nó ở đó rồi trời. Đang hét cải lương lụm được cái búa luôn mấy má ơi. Trời ơi cái búa rồi vậy Lan. Từ từ từ, để coi bà ngoại đi đâu đã. Thôi không đuổi, thôi không đuổi thôi. Thôi đi mở cửa. Ôi, cần cái chìa khóa màu đen, cần chìa khóa màu đen hồi nãy. Ui, cái chìa khóa màu đen. Từ từ. Đây đây, dục mình dục cái bức tranh xuống đây đi cho nó kêu lên. Đây, mình rung cái chuông cho nó kêu lên cho bà ngoại chạy đến chỗ đó. Đi 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 đi. Chìa khóa màu đen nữa, lụm cái chìa khóa màu đen nữa là được. Chìa khóa màu đen. Đen hát cải lương lụm được cái chìa lụm được cái búa luôn mấy ba. Trời ơi. Hay quá. Hay quá. Đợi đây ngoài đi. Thoát thành công rồi. Trời ơi, ngoài đâu, ngoài đâu, ngoài đâu. Ngoại ơi, ngoại đâu rồi? Phá đảo rồi nè ngoại ơi. Ngoại đâu ngoại? Từ từ mình ra mình chọc ngoại cái đi. Mình ra mình chọc quê ngoại cái đi. Ngoại đâu ta? Ngoại đâu ta? Đá cái lon đi. Ngoại ơi, ngoại đâu ngoại ơi? Ngoại ơi, ngoại. Ui. Ngoại ơi. Đây nè, đuổi đi, đuổi đi. Sao vô phòng luôn? Đuổi đi. Cho ngoại đuổi nhiều nhiều cho nó vui hả? Ngoại đâu ngoại ơi? Phá đảo rồi. Chia tay. Giờ này là kết thúc. Cuộc tình này là phai phôi. Ngoại rồi. Ê, bye bye ngoại nha. Con về đi ngoại ơi. Cuối cùng thành công rồi. Trời ơi trời. Trời ơi là trời. Cuối cùng thì tôi cũng đã giải mã được cái trò Granny Remake 3 rồi. Trời. Từ nãy giờ bọn tôi đã tốn 5.438 giây để có thể thoát ra khỏi được cái trò chơi này. 5.438 giây là bao nhiêu? Là chắc cũng khoảng khoảng hơn tiếng á, khoảng hơn tiếng, gần 2 tiếng. Thiệt luôn á, chơi chế độ dễ nha mà mất gần 2 tiếng mới gọi là chơi được. Trời ơi là trời. Ok bạn ạ, vậy là coi như ngày hôm nay là tôi và Sammy đã hoàn thành phá đảo được game này rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên là hãy để một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của tôi nữa nha mọi người. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sam. Ở bên kênh của Sam á, Sam cũng đang chơi game Granny á, cho nên là bạn nào mà muốn xem có thể qua bên kênh của Sam để xem nha. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn muốn tôi chơi game gì tiếp hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Bye bye. Bye bye.